Chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một tí xíu về cái việc là chạy quảng cáo Facebook. Thì lần trước mình cũng đã chia sẻ với tất cả các bạn về vấn đề là chạy quảng cáo Facebook khi mà có số điện thoại. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là ở trên group thì khá là nhiều bạn chưa biết gì về marketing trên Facebook, marketing online là như thế nào. Do đó thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ, một cái clip chia sẻ về cái vấn đề là tại sao mình phải chạy Facebook và thực sự là Facebook nó có hiệu quả như thế nào, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì đối với cái việc là tự động chạy quảng cáo và cái việc là khi chúng ta chạy quảng cáo chuyên nghiệp nó sẽ khác nhau như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp hết tất cả thắc mắc đó. Tuy nhiên có một cái vấn đề ở đây thì mình cũng chia sẻ với mọi người, thì đây là một cái video nó là free, nó hoàn toàn không tính phí gì cả, và đây là một cái kiến thức mà mình đã làm và đúc kết kinh nghiệm từ rất lâu rồi. Thì hiện tại mình sẽ giới thiệu mọi người, mình đang là tư vấn marketing cho công ty cho Bitany Marketing Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề này để mong rằng là góp phần xây dựng nên cộng đồng marketing online ở Tây Ninh của mình nó sẽ được phát triển mạnh mẽ hơn. Thì bây giờ mình sẽ vào chính ha. Thì mọi người cùng nhau tìm hiểu một tí xíu về cái vấn đề là tại sao mình lại chạy quảng cáo Facebook. Ở đây mình sẽ có một câu hỏi. Ok, thì cái việc chạy quảng cáo Facebook nó sẽ khác nhau như thế nào? Thì đối với một cái tài khoản, ở đây mình sẽ dùng một cái tài khoản mà mình đã chạy quảng cáo cho cái dòng sản phẩm này. Thì ở cái dòng sản phẩm này thì mọi người thấy nếu mà cái bay này hiện tại nó có khoảng 1.000 like. Tuy nhiên đây là like thật khách hàng chứ không phải là đi thuê hoặc là câu like. Tuy nhiên bạn thấy cái tỷ lệ tương tác khi mà chúng ta không chạy quảng cáo trên một cái bay á, thì mọi người sẽ thấy ở đây, mọi người sẽ thấy được rằng là chính là cái người mà đã xem cái bài viết này hiện tại nó chỉ có 287 người, và đây là một con số nó khá là cụ thể, cho nên là khi chúng ta không chạy quảng cáo thì chỉ có 5 like thôi, một lượt share, và nó tiếp cận được chỉ có đi nhiêu đây người thôi. Rồi mà nếu mà chúng ta khi mà chúng ta đã chạy quảng cáo thì ở đây mọi người sẽ thấy thì cái lượt like nè, cái lượt chia sẻ nè, và cái số người mà tiếp cận được cái bài viết, mà số người đây chính là số người mà họ biết về cái bài viết của các bạn, nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Khi thông thường nếu mà mình không chạy quảng cáo mình chỉ có được khoảng là 529 người xem. Tuy nhiên mà mình sẽ có là nếu mình chạy quảng cáo thì mình sẽ tốn là mình sẽ có được 1.175 người xem cái bài viết này, họ sẽ thấy được cái bài viết này. Đó. Thì cái điểm mạnh của chạy quảng cáo trên Facebook đó chính là cái kinh phí mà mình sẽ là người quyết định chứ không phải là người khác quyết định. Mình có quyền chọn chạy quảng cáo trong một ngày là bao nhiêu tiền, 50.000, 100.000, 200.000, tùy bạn. Có nghĩa là khi mà số tiền bạn bỏ ra càng nhiều thì cái lượt mà lượt hiển thị ở đây nó sẽ càng cao, để giúp mọi người nó thấy được các bạn, Facebook sẽ tăng cái lượt cái độ hiển thị của bạn thường xuyên hơn để giúp mọi người thấy được cái bài viết của bạn. Thì cái bài của mình sẽ không bị trôi. Nếu bạn quảng cáo bằng Facebook cá nhân, có nghĩa là bạn tạo bạn livestream nè, bạn đăng những bài post, thì nó chỉ gói gọn trong cái việc là tất cả những cái người đó là bạn bè của bạn mới thấy được cái bài viết đó, và những người không phải là bạn bè của bạn nhưng họ có nhu cầu mua sản phẩm đó, họ sẽ không thể thấy được bài viết này. Ví dụ tôi có nhu cầu mua áo thời trang, nhưng mà trong list friend của tôi họ chỉ có đa số là họ bán quần áo nữ, thì đa số thì bạn để mất đi một cái người khách hàng họ đang có nhu cầu. Do đó Facebook là một cái Facebook ads, chạy quảng cáo Facebook là một cái vấn đề mà giúp các bạn giải quyết cái khó khăn đó. Bạn có thể chạy tới đúng cái đối tượng mà khách hàng họ đang có nhu cầu về dòng sản phẩm đó. Thì tí xíu nữa mình sẽ chia sẻ tại sao Facebook làm được điều đó và chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được cái đối tượng khách hàng của mình mong muốn. Rồi, ok, thì ở đây mình đã so sánh cho bạn thấy là cái việc khi có chạy quảng cáo nó sẽ tốt như thế nào. Được chưa? Rồi, tiếp theo mọi người sẽ thấy thì Facebook nó sẽ hiển thị cái bài quảng cáo của các bạn ở những vị trí nào, ở trong cái điện thoại cũng như là trên máy tính. Thì bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Thì Facebook nó sẽ có 3-4 phần hiển thị chính. Thứ nhất là hiển thị ở trên Facebook, cái thứ hai nó sẽ hiển thị trên Instagram, cái thứ ba nó sẽ hiển thị trên Messenger, và cuối cùng nó sẽ hiển thị trên Audience Network. Thì cái này nó có nghĩa là đây chính là những cái nền tảng mà một là của chính của Facebook, hai là những cái cộng tác của Facebook, cũng như là những cái nền tảng mà Facebook nó cung cấp. Ví dụ như đây mình, tại sao quảng cáo trên Facebook nó sẽ hiển thị ở đâu mà nó lại có chữ Facebook, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là Facebook nó không phải là nó chỉ hiển thị ở một vị trí nào đó, mà nó hiển thị rất là nhiều, do mình tự lựa chọn. Thì ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy nó sẽ có rất nhiều cái nơi để Facebook nó hiển thị bài quảng cáo của nó. Ví dụ như new feed của các bạn thấy trên new feed, có nghĩa là trên cái trang chính của mọi người hay coi thông tin đó, trên cái bản tin của mọi người đó, thì mọi người sẽ thấy có một cái dòng mà ví dụ ở đây mình đang demo đó chính là của Google AdWords.
bạn thấy chữ được được tài trợ đó, thì mình sẽ hiểu ngầm đây chính là cái thằng này nó đang thuê, nó đang trả tiền cho Facebook để Facebook hiển thị cái bài viết của nó đó. Thì đây chính là một cái dạng quảng cáo, được chưa? Thì nó sẽ hiển thị ở đây. Cái thứ hai, khi bạn dùng trên máy vi tính, cái này chỉ hiển thị trên máy vi tính ha, thì nó sẽ là cái cột bên phải kế bên cái phần giao diện bạn bè của mình đó, thì nó sẽ hiển thị ở đây giúp mọi người thấy được cái trang của mình, và có mình sẽ gia tăng được cái lượng tiếp cận khách hàng của mình nhiều hơn đó. Ngoài ra nó còn hiển thị ở bảng tin nè, tin nổi bật nè, video hiển thị vân vân vân, rất là nhiều cái nền tảng, rất nhiều cái vị trí mà Facebook khi nó thuộc trực thuộc chính của Facebook thì nó sẽ được quyền hiển thị hết. Tiếp theo mọi người sẽ thấy đó chính là trên Messenger. Tại sao mình bỏ qua Instagram? Tại vì Instagram nó cũng sẽ hiển thị trên newsfeed tương tự như lại là Facebook đó. Rồi mình có Messenger thì Messenger nó cũng sẽ hiển thị ở hai vị trí. Lúc trước thì Messenger nó chỉ hiển thị ở đây thôi, hiển thị ở trong cái phần mà tin nhắn Messenger của bạn, hộp thư Messenger của bạn nè, thì sẽ hiển thị như thế này, thì đó là quảng cáo luôn đó. Rồi tiếp theo thì bây giờ Facebook nó thấy là cái việc này lúc trước mình cũng chạy thì thấy nó cũng không hiệu quả cho lắm, thì Facebook cũng thấy được điều đó, họ fix lại cái này bằng cách là cho hiển thị trực tiếp trên newsfeed luôn đó. Thì mọi người sẽ thấy là tương tự Bethany Garden, là cái này là mình có like cái trang này thì nó sẽ đề xuất ra những cái trang có cái nội dung tương tự như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện trên Messenger, thì có nghĩa là chúng ta click vào đây thì nó sẽ chuyển sang Messenger luôn đó. Thì đây chính là hiển thị quảng cáo của Messenger trên nền tảng Messenger. Rồi cuối cùng mọi người sẽ thấy là Audience Network, thì cái thằng này nó sẽ hiển thị, nó là thuộc một cái dạng cộng tác của Facebook nha, chứ không phải là của Facebook, nhưng mà là nền tảng trực thuộc Facebook. Thì thằng này nó sẽ cho bạn hiển thị ở những trang báo, rồi những cái video, ví dụ những video vô tình bạn thấy hiển thị ra quảng cáo, bạn coi trên Facebook nè, bạn click vào cái video đó nó chuyển sang một cái đường link khác, bạn đang coi video đó thì nó xuất hiện một cái nội dung quảng cáo, thì đó chính là thằng này, đó chính là hiển thị này. Ngoài ra ở trên cái bài báo, thì ở đây mình đang coi trong cái bài báo là của Đại Kỷ Nguyên, thì ở đây mình đang xem bài báo về cảnh sát đấu súng gì nè ở Sơn La, là loại như vậy. Thì mọi người sẽ thấy ở đây nó xuất hiện một cái dòng đó, Samsung được tài trợ, thấy chưa? Thì cái này chính là quảng cáo Audience Network, thì thằng này nó đang khá là ok trong khu vực là quảng cáo. Rồi thì mọi người cũng sẽ thấy, thì chúng ta đã đi ra qua rất là nhanh về các vấn đề là những cái nơi mà Facebook nó sẽ xuất hiện khi bạn đặt quảng cáo, thì nó giúp bạn tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Đó là lý do vì sao bạn thấy một số cái page họ đăng một cái bài thì cái lượt tương tác của họ rất là cao, và một cái page nó cũng cùng sản phẩm đó, cũng cùng cái nội dung đó, nhưng tại sao nó lại không có lượt tương tác, thì nó khác nhau ở cái việc bạn chạy quảng cáo. Được chưa? Thì đây hiện tại nó có rất nhiều doanh nghiệp, nhiều tư nhân đang lãnh những cái bài, những cái trang về để quảng cáo, thì mọi người vẫn có thể liên hệ. Thì ngoài ra thì mọi người vẫn có thể liên hệ dưới link, nó có một cái trang là Bethany Marketing, thì mọi người vẫn có thể trực tiếp liên hệ ở đó, hoặc là bây giờ mọi người có thể tự động tìm hiểu về cái lĩnh vực này, biết đâu nó lại là một cái nghề sau này cho mọi người. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào. Rồi thì khi mà trước khi chạy quảng cáo thì chúng ta cần phải có công tác chuẩn bị. Chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì để chúng ta có thể chạy một cái quảng cáo trên Facebook. Và mình xin nhắc lại cái điểm nổi bật của Facebook, đó chính là thứ nhất là mọi người sẽ tiếp cận được khách hàng mà tiềm năng nhất của mình ở trên Facebook. Và cái thứ hai nữa là Facebook nó hay ở một cái điểm, đó chính là tất cả các ngân sách về chi phí là do tất cả các bạn quyết định, chứ không một người nào quyết định cả. Facebook nó không được quyền quyết định cái ngân sách của bạn, mà bạn sẽ là người tự động quyết định ngân sách của mình. Được chưa? Thì đó là chính là điểm mạnh mình thấy khá là ok trên Facebook. Rồi ok, thì công tác chuẩn bị của Facebook bao gồm 4 bước công tác. Cái đầu tiên đó chính là tài khoản Facebook cá nhân, bạn phải có một cái tài khoản Facebook cá nhân trước. Cái thứ hai, từ cái tài khoản Facebook cá nhân, mọi người sẽ tạo ra một cái page Facebook. Thì hôm nay chúng ta cũng sẽ tự tạo ra một cái page xem nó như thế nào, các bước tạo một cái page nó sẽ ra sao. Rồi sau khi tạo một cái page rồi, chúng ta mới có thể viết bài lên trên đó và chúng ta mới có thể chạy quảng cáo trên đó, được chưa? Rồi tiếp theo đó chính là thẻ Visa Debit. Thì thẻ Visa này nó gồm những thẻ Visa như thế nào thì tí xíu mình cũng sẽ thấy luôn. Rồi và cuối cùng đó chính là kiến thức về chính sách Facebook. Thì ở cái phần chính sách này thì mình sẽ không chia sẻ bởi vì nó quá nhiều. Tuy nhiên ở dưới cái bài post này, dưới cái clip này, thì mình sẽ gửi, mình để một cái đường link của chính sách của Facebook. Và bạn phải tuân thủ những chính sách này thì bài viết của bạn nó mới được hiển thị và đồng thời nó mới được quảng cáo. Còn nếu bạn vi phạm những chính sách của Facebook thì bài viết của bạn chắc chắn sẽ không được hiển thị. Đó là điều dĩ nhiên. Rồi ok, thì trong cái tài khoản Facebook cá nhân thì mọi người đã biết rồi nè, tạo cái page Facebook thì chút xíu chúng ta sẽ cùng nhau làm, bắt đầu bằng những cái cơ bản nhất.
Rồi, thẻ Visa Debit thì mình sẽ giới thiệu. Thì ở đây mọi người sẽ có cái thẻ Visa. Nó khác nhau ở chỗ là thẻ Visa thông thường thì mọi người sẽ sử dụng trước và thanh toán sau. Còn thẻ Visa Debit là nó sẽ giống như thẻ ATM thông thường, có nghĩa là mọi người sẽ nạp tiền vào và mọi người sử dụng. Tuy nhiên khi mà nó là Visa Debit thì nó sẽ có chức năng đó chính là thanh toán online hoặc là mua hàng online hoặc là thanh toán trực tuyến á, thì mình sẽ trả tiền cho Facebook thông qua cái thẻ này. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu với bạn, tất cả các ngân hàng đều có thẻ Visa Debit ha. Tuy nhiên mình chỉ giới thiệu với tất cả các bạn về những cái thẻ Visa mà nó khá là thông dụng và mình chạy Facebook nó khá là ổn. Thứ nhất đó chính là nó sẽ được hỗ trợ nhiều. Ở đây mình sẽ có là Vietcombank nè, Techcombank và Sacombank. Thì mọi người cứ ra ngoài, nó không cần những cái thẻ này, nó không cần chứng minh thu nhập hay gì cả. Mọi người chỉ cần đem theo chứng minh nhân dân đi ra ngoài đó, mọi người đăng ký là mọi người nói với là nhân viên ngân hàng, là giao dịch viên á, thì nói là mình muốn tạo một cái thẻ Visa Debit thì người ta sẽ tạo cho mình. Thì nó có một cái tính năng của nó rất là như một cái thẻ ATM thông thường thôi, vẫn rút tiền, nạp tiền được bình thường tất cả cái, nhưng mà nó có thêm một cái tính năng đó chính là thanh toán online. Thì mọi người có thể thanh toán cho Facebook bằng cái phương thức này, được chưa? Ok, ngoài ra thì mọi người vẫn có thể thuê thẻ, hoặc là mọi người có thể nhờ sử dụng một cái thẻ của một người nào đó để nạp tiền trực tiếp vào Facebook và mình có thể chạy. Nhưng mà mình khuyến cáo thì tất cả các bạn nên tạo một cái thẻ đi để chúng ta có thể sử dụng lâu dài sau này và mình bảo mật được cái tài khoản của mình. Rồi ok, và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì trong ba cái loại thẻ này thì mình khuyến nghị tất cả các bạn thì nên sử dụng thẻ của Vietcombank thì nó sẽ hay hơn và nó chuẩn xác hơn. Rồi ok, thì bây giờ trong cái phần giới thiệu chúng ta cũng đã đi rất là nhanh rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với một cái tài khoản này, là tài khoản trống không hề có gì cả. Một tài khoản là hiện tại các bạn thấy trên cái màn hình thì nó không hề có một cái trang, nó không có một cái quảng cáo, tất cả cái gì cả. Đây là một cái sản phẩm trống ha, thì mình sẽ demo cho mọi người để mọi người cùng nhau làm và dễ hình dung được. Thứ nhất, đầu tiên thì chúng ta ở công tác chuẩn bị thì hiện tại mình cũng đã giới thiệu với bạn rồi, thì mình cũng đã có một cái thẻ Visa Debit rồi, đó, mình cũng đã làm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, đó chính là tạo một cái Facebook cá nhân. Thì mình khuyên tất cả các bạn nên như thế này, bạn nên tạo cái Facebook cá nhân của bạn nó chính chủ. Chính chủ là sao? Là nó hợp, nó khớp với lại là chứng minh nhân dân của bạn và nó khớp với lại thẻ ATM của bạn. Để sau này lỡ bạn chạy mà nó có vi phạm chính sách của Facebook và bị lóc cái tài khoản quảng cáo, có nghĩa là tài khoản Facebook cá nhân thì nó không ảnh hưởng. Trong cái việc chạy quảng cáo thì nó không ảnh hưởng tới Facebook cá nhân của bạn, nó không có khóa tài khoản Facebook cá nhân của bạn, nó không khóa checkpoint của bạn lại. Tuy nhiên nó sẽ khóa cái tính năng là quảng cáo của bạn, lỡ bạn không được quyền quảng cáo được. Do đó là bạn sẽ mở cái tài khoản này bằng cách là bạn sẽ gửi cái chứng minh nhân dân của bạn, đồng thời là gửi cái thẻ ATM của bạn, hình ảnh mặt trước mặt sau, gửi về cho nó để nó kiểm tra xem là Facebook này có phải là Facebook chính chủ hay không. Thì lúc đó nó sẽ mở cái tài khoản cho bạn lại. Đó, và bạn sẽ cam kết là không vi phạm chính sách của nó nữa. Nếu mà bạn tiếp tục vi phạm những chính sách mà nó đã quy định rồi thì cứ nhiều lần như vậy thì nó lock lại luôn, bạn không thể mở được. Rồi thì bây giờ mình khuyên với bạn nên như vậy, sử dụng tài khoản thật để chúng ta chạy quảng cáo Facebook. Rồi khi nào mà lỡ nó khóa như vậy thì các bạn cứ ra ngoài ngân hàng, các bạn tạo một cái thẻ ATM khác và mình tạo là một cái nick khác, rồi bắt đầu chạy là một cái Facebook khác. Nhưng mà mình khuyên các bạn không nên làm như vậy, thì chúng ta làm chính chủ ngay từ đầu để chúng ta có thể lấy được tài khoản của mình lại ha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần tạo trang. Trong phần tạo trang này chúng ta sẽ có rất nhiều cái doanh nghiệp, thương hiệu hoặc là cộng đồng hoặc là người của công chúng, thì chúng ta sẽ không quan tâm tới cái việc này. Khi nào các bạn là người của công chúng thì chúng ta không quan tâm tới cái đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ là doanh nghiệp và thương hiệu. Ok, chúng ta click vào bắt đầu. Trong đây chúng ta sẽ có hai phần, thứ nhất đó chính là Pay Name và cái thứ hai là Category. Thì cái này có nghĩa là gì? Pay Name này đó chính là cái tên cái pay của bạn, còn cái này đó là cái trang của bạn nó thuộc vô một cái lĩnh vực gì, đại loại vậy đi. Thì bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn mà rất là nhiều bạn sẽ thích thú, đó chính là về mỹ phẩm. Ok, thì mình sẽ tạo một cái trang mỹ phẩm, mình đặt đại một cái tên ha. Thì mình có một cái nick tên là Thủy Tiên, thì mình sẽ ghi là mỹ phẩm Thủy Tiên đi, đại loại như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta cứ tạo đi, rồi và chúng ta hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu về quảng cáo, rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái clip chia sẻ về cái việc là bạn đặt cái pay như thế nào nó sẽ hiệu quả, tại sao cái pay, cái tên pay nó rất là quan trọng. Thì lúc ấy chúng ta sẽ, nó liên quan tới việc là sale nữa, thì cái đó thì nó khá là công phu rồi, khá là chuyên nghiệp rồi. Thì cái này mình chỉ demo cho những bạn là nghiệp dư để chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập từ cái trang pay của mình. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ nói là mỹ phẩm mỹ tiên đây.
Rồi, cái này nó sẽ là thẻ mô tả cái trang của mình. Mình mô tả về nó là mỹ phẩm chính hãng. Rồi, thôi, mỹ phẩm thôi. Ở đây chúng ta sẽ có mua sắm bán lẻ, bất động sản và thế nào rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn là mua sắm bán lẻ ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ address lên là cái địa chỉ. Cái địa chỉ cái shop của mình. Nếu mà mình không có cái shop thì mình để địa chỉ nhà của mình cũng được, cũng chả sao. Nhưng mà cố gắng là đi ghi địa chỉ chính thức cho mình ha. Rồi ở đây mình sẽ có là 65 Phạm Tung, khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh. Ở đây mình ghi là Tây Ninh. Cái này mã ship này mọi người vẫn có thể coi trên mạng, còn không thì khỏi cũng được. Ok, còn đây là số điện thoại của bay mình, thì mình sẽ để là 0123456789. Mọi người nhà mọi người, cái này mình tạo chơi thì mọi người có thể ghi tào lao được, nhưng mà nếu mà mình tạo chính thức dành cho cái bay của mình thì vui lòng để số điện thoại chính xác ha. Cái này tí xíu mình vẫn có thể chỉnh sửa trong phần cài đặt của bay. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm tiếp tục. Ok, cái này nó sẽ có một số vấn đề nhỏ nhỏ, mình sẽ cộng 84 thay vì là để không, Việt Nam mà. Dư số hay gì ta, 9228162. Rồi nó bị sai số, bị dư cho nên là nó không có tạo được. Rồi bây giờ chúng ta đã tạo về một bước cơ bản, chúng ta đã tạo xong một cái bay rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tải ảnh đại diện cho cái bay này lên. Thì ok, hiện tại chúng ta sẽ có, đó chính là ảnh đại diện của Bitany, đó chính là Bitany Marketing. Ok, chúng ta click vào phần nó lên, thế là xong trong cái phần cài đặt. Tuy nhiên mọi người, khi mà mọi người làm bay thì chúng ta nên quan trọng hóa cái vấn đề đó, chính là làm thế nào để cái bay của mình nó trở nên thật sự chuyên nghiệp. Thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết để mọi người một khi đã làm thì nó sẽ chuyên nghiệp luôn. Chúng ta nên làm chuyên nghiệp ngay từ đầu. Làm kinh doanh online là nên làm chuyên nghiệp ngay từ đầu, đừng nên làm sơ sài. Vì nếu làm sơ sài thì kết quả cũng ra sơ sài, và nó sẽ không đem đến một cái doanh thu hoặc cái lợi nhuận mỗi bạn như các bạn mong muốn. Dạo gần đây thì mình thấy Facebook, cái Facebook nó đang có cái vấn đề gì đó, load rất là chậm. Tuy nhiên xài những cái ứng dụng khác thì chả bị gì cả. Ví dụ như coi YouTube nè, search Google nó rất là nhanh, nhưng mà riêng Facebook thì như cái kiểu là sau khi thực hiện chính sách thiết lập an ninh mạng thì nó bị tào lao máy lao như thế nào đó, chả hiểu. Rồi ok, trong cái bay của bạn thì cái vấn đề của bạn cần quan tâm đầu tiên đó chính là tạo tên người dùng của trang, rất quan trọng. Ở đây mọi người, tên bay có thể trùng và trùng rất nhiều, nhưng đối với tên người dùng thì nó sẽ không được trùng. Và đây nó sẽ hiện thể, nó là cái nơi để mà mọi người có thể tìm bạn, và bạn nên đặt nó một cách chuẩn nhất ha. Thì ở đây chúng ta có mỹ phẩm Mỹ Tiên, thì chúng ta cũng ghi là mỹ phẩm Mỹ Tiên. Nó sẽ chết. Ok, cái này nó chưa có ai trùng thì chúng ta có thể dùng được. Đó, thì ở đây nó sẽ thay đổi nè, bạn thấy không ạ? Thì đây chính là cái ID cái bay của các bạn, nhưng mà sau khi các bạn fit lại thành như thế này thì nó sẽ ẩn cái ID của các bạn lên. Ẩn cái ID của bạn đi. Ok, chúng ta sẽ tạo. Ok. Xong. Rồi dạ, thì nó sẽ ẩn mất cái ID của bạn, và khi mọi người search nó sẽ ra được cái này. Ừ, cái gì? How are you? Em phải thành Kiều Anh Du. Ok. Chúng ta đã làm xong về bước cơ bản như thế này. Tuy nhiên mọi người nên vào trong cái phần giới thiệu, mọi người chỉnh sửa tất cả các thông tin này cho nó chính xác và thực tế nhất ha. Các bạn nên viết mô tả về mọi người nè, địa chỉ nè, tất cả thông tin này mọi người có thể sửa. Rồi ở đây chỉnh sửa thông tin ở đây, thì ở đây nó sẽ có thông tin bao gồm là liên hệ nè, rồi email, tất cả các thông tin ở đây mọi người nên cập nhật lên trên đây để khách hàng của mình có thể tìm biết. Rồi và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ hoàn thành cái việc tạo bay, nó sẽ nằm ở đây, đó chính là thêm nút. Thì ở đây mọi người có thể thêm nút cho trang này, thì mọi người thấy thường đa số khách hàng họ sẽ quan tâm cái việc là inbox cho mấy bạn, và bạn cũng muốn khách hàng inbox cho mình, thì các bạn sẽ đặt cái phần liên hệ, gửi tin nhắn. Ok, click vào, thế là xong cái phần chọn Messenger hoàn tất. Thế là mấy bạn đã tạo xong một cái bay, và cái bay này hiện tại nó chưa chuẩn nha mọi người, nhưng nó một phần nào đó nó đủ để cho mọi người có thể up sản phẩm lên nè, rồi tương tác rất là bình thường. Rồi ok, bây giờ mình sẽ viết một cái bài. Trong cái phần viết bài này thì nó lại có một cái để mình nói nữa, viết một cái bài như thế nào để mà mình lôi kéo được nhiều khách hàng nhất.
thì đó cũng là một cái vấn đề. Nhưng mà hôm nay cái này nó không phải là vấn đề của ngày hôm nay, được chưa? Thì cái vấn đề của ngày hôm nay của chúng ta đó chính là chạy quảng cáo. Ok, thì bây giờ chúng ta đã có rồi, thì những công tác chuẩn bị của chúng ta đã có. Thứ nhất, chúng ta đã có cái tài khoản cá nhân. Thứ hai, chúng ta đã tạo được một cái bài như trên màn hình mọi người đã thấy. Và thứ ba là mọi người cũng đã tạo một cái thẻ Visa Debit. Và bây giờ cuối cùng đó chính là mọi người sẽ tìm hiểu về chính sách, thì tí xíu mọi người coi về chính sách. Đó là xong phần công tác chuẩn bị rồi, thì chúng ta sẽ đã bắt đầu action vào cái việc là chạy quảng cáo, được chưa? Quảng cáo một cái bài viết nào đó. Thì bây giờ hiện tại mình sẽ kiếm một cái bài viết nào đó ở trên đây, ở trên mạng đi. Mình lấy đại cái bài viết đó và mình sẽ chạy thử cho mọi người coi. Tại mình không có thời gian để viết một cái bài chuẩn SEO hoặc là một cái bài chuẩn để mọi người cùng tham khảo, cho nên là chúng ta sẽ đi copy. Và mình khuyên mọi người là 100% mọi người tự viết nha, không được copy. Bởi vì khi các bạn copy thì chả khác nào các bạn đi quảng cáo cho người khác, nó chả có gì gọi là hấp dẫn. Các bạn nên tự viết, thì viết cái bài như thế nào để hấp dẫn và tuân thủ bố cục như thế nào để cho cái bài viết của mình nó gây được một ấn tượng đặc sắc nhất đối với khách hàng, thì nó sẽ là một cái bài khác trong cái buổi, trong cái series chia sẻ của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có chia sẻ, thứ nhất là về cách mà chạy quảng cáo cơ bản nhất. Cái thứ hai thì mọi người sẽ được chia sẻ về cái việc là viết bài như thế nào là chuẩn SEO nhất. Chuẩn SEO có nghĩa là nó tuân thủ những cái quy định làm sao để bắt mắt nè, làm sao để thu hút khách hàng và làm sao để cover, có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi cao nhất. Thì cái đó chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ khác. Còn bây giờ buổi chia sẻ của chúng ta chỉ đúc kết trong cái việc là chúng ta sẽ làm một cái bài viết thôi, chạy quảng cáo thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ ăn trộm cái bài này và sau đó thì chúng ta sẽ bắt qua đây. Rồi, nên nhớ trong tất cả các bài viết nó phải có hình ảnh nha, nó có hình ảnh thì nó mới hay. Rồi, thì có một cái cơ bản nhất mọi người cần quan tâm, đó chính là sản phẩm của mình thì cái hình ảnh của mình nó không được chiếm quá 20% trong bức ảnh. Cái test, cái chữ của mình á, thì nó không được quá 20%. Thì làm sao để biết cái này nó có vi phạm hay không, thì mọi người mình sẽ chia sẻ ở đây. Nó có một cái trang over test của thằng Facebook, nó sẽ test cho mọi người luôn. Facebook nó sẽ test luôn, rồi nó sẽ báo cho mọi người trực tiếp liền luôn là cái hình đó nó có phù hợp hay không. Hồi nãy mình vừa mới đào về một cái hình, đó chính là 20%. Hình nó nằm ở đâu thế nhỉ, cứ chạy lung tung lang tang. Okay. Rồi đây, đâu không biết. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta lock lên ngoài desktop nè, kiếm giùm coi cái hình đâu. Ok, hình này lock lên thì nó sẽ báo cho mọi người biết luôn. Ở đây nó sẽ giải thích nè, văn bản hình ảnh ok là chạy, là quăng lên là chạy ngang. Rồi văn bản hình ảnh thấp nè, văn bản hình ảnh trung bình và văn bản hình ảnh cao. Văn bản hình ảnh cao là chắc chắn 100% các bạn lock lên là nó từ chối quảng cáo liền, nó không cho các bạn chạy quảng cáo đâu. Còn cái này thì nó sẽ khiến các bạn tiếp cận khách hàng thấp hơn đó, cho nên là luôn luôn ưu tiên hình ảnh của mình nó phải gói gọn trong cái phần này. Rồi, phần này thì có nghĩa là cái hình này, những cái tag này, những cái chữ này nó không được, không vượt quá 20% của bức ảnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, nhưng mà cũng khuyên mọi người một cái điều rất là chân thành, đó là hình ảnh thì mình tự thiết kế luôn nhé, tự động design, hoặc là có thể lên mạng lấy sau đó về thiết kế lại, chỉnh sửa lại, hoặc là thuê một ai đó design chẳng hạn, như thuê mình sẵn sàng làm. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài viết như thế này. Các bạn biết nguyên cái bài viết toàn ăn cắp không, nhưng mà không sao, thì sau này chúng ta khi mà chúng ta làm cái bài chính thức thì mọi người nhớ giùm mình, đó chính là mọi người phải tự viết nha, tự viết. Rồi thì cái phần chia sẻ sau chúng ta sẽ nói tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quảng cáo. Rồi công tác chuẩn bị của chúng ta là xong hết rồi đấy. Chúng ta có bài, chúng ta có Facebook, chúng ta có Visa Debit, chúng ta có bài viết rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chạy quảng cáo. Thì trong đây mọi người sẽ có, ok, nó xuất hiện cái trang, thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo trang ha, tạo quảng cáo. Ok, lướt vào đây đây. Sẽ up hết nào. Đây một cái Visa Debit của Facebook của Vietcombank, quên không có quay sao được. Đó, thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người coi. Bắt đầu chiến dịch.
Thì trong cái phần chiến dịch này chúng ta sẽ bắt đầu giải thích tất cả những cái khi mà chúng ta tạo quảng cáo nó sẽ hiển thị ra cái trang như thế này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng cái để mọi người có thể dễ dàng hiểu rõ hơn về cái mà mọi người đang làm. Rồi, thì mọi người sẽ thấy như thế này. Trong phần này mình sẽ có tạo chiến dịch mới. Tuy nhiên sau khi mình đã tạo chiến dịch mới rồi thì mình sau này muốn sử dụng lại thì mình sẽ click vào đây là sử dụng chiến dịch có sẵn. Được chưa? Thì ở trong phần chiến dịch ở đây chúng ta sẽ có, thì một chiến dịch sẽ có nhiều nhóm tài khoản, nhóm quảng cáo. Và trong nhiều nhóm quảng cáo, trong nhóm quảng cáo thì nó có nhiều bài quảng cáo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có nè, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu sẽ chia sẻ từng vị trí bên đây ha. Rồi tài khoản quảng cáo tạo mới thì chút xíu nữa chúng ta add cái này vào thôi, thế thôi. Rồi đầu tiên mình sẽ giải thích về cái cột thứ nhất, đó chính là nhận thức về thương hiệu và số người tiếp cận. Thì cái này nó dùng để quảng bá thương hiệu của bạn, nó không hề ở đây nó tỷ lệ chuyển đổi thành đơn hàng của bạn rất rất thấp, nhưng mà cái lượng mà người thích, cái người like cái bài viết của bạn nó sẽ rất cao, bởi vì nó sẽ hiển thị ra một cái dòng thông báo, một cái hiển thị trên newsfeed của bạn là like bay. Thì bạn chỉ có like thôi, bạn thích về cái nội dung của cái sản phẩm đó, bạn thích về sản phẩm đó thì bạn chỉ có like bay thôi, bạn không hề xuất hiện đơn. Cái này thì hiện tại chỉ dành cho những người nào thích chạy quảng bá thương hiệu của mình để cho nhiều người biết tới, thì cái này thì nó sẽ áp dụng vào phần này. Rồi cái thứ hai cân nhắc thì ở trong đây nó sẽ có những cái như sau. Thứ nhất là lưu lượng truy cập, đó chính là nó tăng cái lượng truy cập vào cái pay của bạn cũng hay là cái web của bạn mà mấy bạn mong muốn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có phần tương tác, và cái phần tương tác là phần hay nhất mà mọi người nên quan tâm, và sau này chúng ta sẽ sử dụng cái loại này rất nhiều, đó chính là tương tác trực tiếp với bài post của mình. Và làm như thế nào để chúng ta xuất hiện đơn thì nó nằm ở đây. Chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc tương tác này đi. Thì mọi người ai làm về marketing online hoặc là xem cái video này, mình chắc chắn mọi người đều mong muốn là nó mình sẽ có nhiều đơn hàng hơn, và tỷ lệ chuyển đổi từ cái việc là comment sang mua hàng thiệt nó phải là nhiều nhất. Thì mình sẽ quan tâm tới cái phần tương tác, nhưng vẫn giải thích cho mọi người để mọi người có thể nắm. Cái thứ hai nữa là số lượng cài ứng dụng dành cho những nhà phát triển ứng dụng, mình không quan tâm cái điều này, hoặc là bạn nào có đang làm ứng dụng thì có thể sử dụng cái này. Rồi lượt xem video là một cái live stream của mọi người muốn tăng được cái lượt mà xem các bạn cái video của mình nhất thì nó sẽ nằm ở đây. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cái này tôi gọi là mô hình phiểu của Facebook khá là hay, thì nó sẽ tự động sàng lọc những khách hàng mà thấy bài viết của bạn sau đó, nhưng thấy bài viết nhưng mà họ không tương tác, hoặc là thấy bài viết nhưng họ không có nhu cầu, thì nó sẽ sàng lọc cho lại cho tất cả các bạn những khách hàng nào tiềm năng nhất, để sau đó mình gom những khách hàng tiềm năng, những tiệp khách hàng tiềm năng đó, và mình remarketing lại dành cho họ, thì lúc ấy nó sẽ sản xuất ra đơn hàng, nó sẽ xuất hiện đơn hàng. Nhưng mà sau này mọi người vẫn có thể, mọi người nên quan tâm tới cái này thôi, tương tác khá là hay. Rồi tin nhắn. Rồi và cái cuối cùng ở bên đây mọi người sẽ là chuyển đổi, thì có nghĩa là chuyển đổi từ trang web nè, cái này nó sẽ là chuyển đổi từ trang web nè, chuyển đổi khách hàng ở trên pay của bạn thấy bài viết của bạn và chuyển sang trang web, coi cái trang web của bạn, tăng lượt truy cập trang web, rồi doanh số thêm một. Rồi những cái này mình không cần quan tâm đâu. Rồi mình sẽ làm tương tác cho mọi người coi ha, và sau này mọi người cũng nên áp dụng chỉ cái này thôi thì nó khá là hiệu quả. Rồi ở đây mọi người sẽ có tên chiến dịch của mình, rồi tương tác với bài viết nè, số lượt thích trang nè, phản hồi sự kiện nè, có hết ha. Thì ở đây chúng ta sẽ là tương tác với bài viết, thì khi tương tác với bài viết nó mới xuất hiện ra đơn hàng. Thì ở đây mình sẽ chiến dịch của mình sẽ là mỹ phẩm, chiến dịch của mình sẽ là mỹ phẩm. Ok, bắt đầu mình sẽ thiết lập tài khoản quảng cáo, thì nó sẽ bắt đầu cho các bạn cài đặt. Ở đây chúng ta sẽ có này, hiển thị chọn năng cao. Rồi tên quốc gia giữ nguyên, loại tiền đồng Việt Nam giữ nguyên, múi giờ giữ nguyên, không có gì thay đổi. Rồi tên tài khoản quảng cáo, ở đây thì nó khó, tại sao nó có cái này, thì nó sẽ hiển thị ra tài khoản quảng cáo của bạn là của ai. Ví dụ như mình làm doanh nghiệp, mình làm chuyên về chạy quảng cáo marketing, thì cái này thường sẽ là để tên công ty. Còn đối với những các bạn mà đang là cá nhân và muốn chạy quảng cáo thì nên là để tài khoản tên tài khoản cá nhân, cái này thì nó cũng không có quan trọng lắm, cho nên là cứ ok click qua. Rồi ở đây mình sẽ bắt đầu tới nhóm quảng cáo. Cái này cực kỳ hay, và xuất hiện đơn hàng hay không nó nằm ở ngay cái vị trí này. Mình sẽ tạo tên nhóm quảng cáo là mỹ phẩm tháng hôm nay là tháng 7 rồi. Tháng 6. Đây là tên nhóm quảng cáo của mình. Và nhóm quảng cáo này nằm trong chiến dịch mỹ phẩm. Được chưa? Bắt đầu mình sẽ tạo đối tượng. Rất quan trọng, phần này mọi người nên tập trung, và nó sẽ là cái mà xuất hiện đơn hàng của các bạn đấy. Rồi
Ok, phần đối tượng tùy chỉnh này nó sẽ là một cái phần trong một cái buổi nâng cao nữa. Cái đối tượng tùy chỉnh này, quên nữa, đối tượng tùy chỉnh này là mình được chia sẻ cho tất cả các bạn ở cái phần mà sử dụng số điện thoại hoặc là email đó, là nó đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không quan tâm tới cái điều đó đâu. Bây giờ mọi người sẽ cùng mình tìm ra khách hàng tiềm năng của mỹ phẩm. Nó là một cái vị trí rất hay. Rồi ok, khách hàng của mình đang mong muốn là khách hàng của mình phát triển ở đâu? Việt Nam. Được chưa? Nó có luôn. Rồi, nếu sản phẩm của bạn là sản phẩm có thể ship đi nè, những cái mỹ phẩm mà có thể ship nè, giao hàng toàn quốc thì bạn chọn Việt Nam. Nhưng một số mặt hàng, ví dụ làm spa nè, kinh doanh cây kiểng này, có nghĩa là không thể ship xa được, thì các bạn có thể chọn trực tiếp được cái khu vực mà bạn mong muốn luôn. Ví dụ bây giờ mình muốn sản phẩm của mình chỉ phát triển trong khu vực Tây Ninh thì nó có luôn, nó có cho mọi người luôn. Và ở đây nó sẽ hiển thị nè, tầm bán kính, có nghĩa là trong bán kính 40 km thì những cái người nào mà thỏa những yêu cầu dưới đây sẽ thấy được cái bài viết của bạn. Được chưa? Nó rất là hay, trong phạm vi các bạn cho phép luôn. Những sản phẩm mấy bạn không muốn ship xa và bạn không muốn tốn chi phí thì bạn quy định trong khoảng cách là bao nhiêu luôn. Và bạn có thể chọn cái vị trí mà bạn muốn luôn. Bây giờ nè, mình muốn nè, cái sản phẩm của mình là những người ở khu vực thị xã thành phố Tây Ninh mới thấy cái bài viết này, trong bán kính 10 km mới thấy bài viết. Thì mình bấm thả game, mình thả vô đây. Đây chính là tâm Tây Ninh. Rồi nha, trong bán kính 10 km mới thấy được bài viết của mình. Tại vì mình không có thể ship xa được, mình không có nhân viên giao. Rồi ok, thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái vị trí như thế này cho mọi người coi. Mọi người có thể làm rộng hơn. Được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ xét được rất gần với đối tượng khách hàng mà bạn mong muốn. Đó. Càng càng xa như thế này thì lại càng nhiều người ở đây. Hiện tại Facebook nó đang có vấn đề, nó chưa có thể tìm ra khách hàng tiềm năng của mình. Tuy nhiên thì tí xíu chúng ta xét xong thì có thể là mình sẽ thấy, thì nó có thể dự đoán ước tính cho mình luôn nè, tiếp cận được một ngày bao nhiêu người và tương tác với bài viết của mình là bao nhiêu người. Tại sao nó có sự chênh lệch từ 81 tới 490? Thì đó là do cái bài viết của bạn nó có đủ cái sức hút đối với khách hàng hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn tiếp cận với khách hàng nó đúng là khách hàng tiềm năng của mình hay không là cái thứ hai. Thì nó sẽ, cái tỷ lệ chuyển đổi tương tác này nó sẽ cao, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ xét nè, vị trí thị xã Tây Ninh, từ vị thị xã Tây Ninh kéo dài trong 20 km thì những người ở phía dưới sẽ thấy, những người trong đối tượng của mình sẽ thấy được cái bài viết. Rồi tiếp theo, độ tuổi mỹ phẩm của mình là mỹ phẩm dành cho những khách hàng tuổi teen, họ chỉ có dao động tầm khoảng 14 tuổi, là kem trị mụn ví dụ. Thì tuổi mà bị mụn thì nó dao động từ khoảng tuổi dậy thì đi là khoảng 15 tuổi cho tới khoảng 25 tuổi, đúng không ạ? Thì nó sẽ có những vấn đề liên quan về mụn, và đa số khách hàng của mình sẽ là khách hàng về nữ, họ sẽ tìm đến sản phẩm của mình nhiều. Rồi ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái cơ bản nhất, là thứ nhất đó chính là trong bán kính 20 km ở Tây Ninh, những khách hàng từ 15 tuổi tới 25 tuổi mà là nữ sẽ thấy bài viết của mình, sẽ thấy được cái bài viết này. Ngoài những khách hàng này họ sẽ không thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì họ không phải là khách hàng tiềm năng của mình, mà mình chạy quảng cáo vào những cái đối tượng đó thì lúc ấy nó chỉ khiến mấy bạn tốn kinh phí, tốn chi phí dành cho quảng cáo mà không đem lợi nhuận cho mình. Đó là lý do vì sao mà đây, một khách hàng, một 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 cá nhân thông thường, bạn tạo bay xong, mình gặp rất là nhiều khách hàng họ nói là họ cũng tự chạy quảng cáo, tại sao không ra được đơn hàng, mà tại sao khi mà đưa về cho những cái người mà chuyên nghiệp chạy quảng cáo nó lại ra đơn hàng? Nó khác nhau ở chỗ là đối với những cái hàng cá nhân họ lít vô đó quảng cáo rồi đó, họ chỉ lít vào vậy xong rồi bắt đầu họ thiết lập ngân sách. Ngân sách tôi muốn một ngày nó chạy cho tôi 60.000 thôi, rồi ok vậy được rồi đó. Họ đọc tới đây bắt đầu họ bắt quảng cáo ngay, có nghĩa là họ không tự động tìm kiếm khách hàng của mình. Cái này Facebook nó tự động hiển thị, tự động hiển thị thì nó sẽ khiến các bạn trừ chi phí của bạn mà không hề tiếp cận được khách hàng tiềm năng của mình, thì dẫn đến cái việc là nó xuất hiện đơn hàng của bạn là hoàn toàn trống rỗng, rất khó để xuất hiện đơn hàng của các bạn. Do đó hãy làm chuyên nghiệp ngay từ đầu thì mấy bạn sẽ không thể không hề sợ cái việc là không ra đơn hàng, được chưa? Rồi, ok, tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có, ở phần này mọi người cũng đã nắm rồi ha, thì tiếp theo mọi người sẽ kéo xuống về những thông tin sẽ rồi tất cả cái bắt đầu bấm lưu đối tượng. Lưu lại cái đối tượng này. Đối tượng này là ai? Nữ 15 tới 25 tuổi. Ok, bấm lưu. Rồi, bắt đầu tới ngân sách và lịch chạy. Trước khi vào cái đó, chúng ta sẽ có vị trí quảng cáo. Đối với tất cả mọi người, đối với những người thông thường khi mà làm cái này họ hay lướt qua. Tuy nhiên ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao trong cái file PowerPoint của chúng ta, ở đây mình đã chia sẻ cho các bạn là những cái nền tảng hiển thị của Facebook là gì. Thì bây giờ chúng ta ở trong đây chúng ta vẫn có thể setup. Rồi, mình
đối với những cái người mà không chuyên thì chúng mình khuyến nghị là sử dụng là vị trí tự động quảng cáo này ha, thì nó chạy full hết. Nhưng những người mà chuyên nghiệp rồi, những người mà biết rồi thì mình sẽ chia sẻ tí xíu. Về phần Facebook, đây là chính là bốn nền tảng mà mình chia sẻ ở cái file PowerPoint đây, là quảng cáo sẽ hiển thị ở đâu. Đó, nó sẽ là cái này. Rồi tiếp theo mọi người sẽ thấy đó chính là thứ nhất là Facebook. Facebook là những cái thằng trực thuộc chính của Facebook và do Facebook tạo ra, nó sẽ hiển thị nè, nguồn cấp nè, bài viết tức thời nè, video trực tuyến nè, rồi cột bên phải dành cho những cái người dùng máy vi tính nè, rồi video được đề xuất nè. Rồi tiếp theo là Instagram. Tuy nhiên ở đây mình không có dùng Instagram, mình không có sử dụng Instagram cho nên mình tắt cái này đi để đỡ tốn chi phí. Rồi Audience Network mọi người cũng có thấy, và cuối cùng là Messenger. Tuy nhiên những cái tài khoản cá nhân như thế này thì hiện tại Facebook nó không cho mấy bạn hoạt động đó, nó không cho mấy bạn dùng, cho nên là tạm thời mình bỏ qua cái này đi. Rồi xong rồi ha. Rồi bắt đầu tới phần ngân sách và chi phí. Quên có một phần rất là quan trọng ở ngay vị trí này, chỉnh sửa. Ở đây chúng ta chỉ mới nhắm về cái đối tượng là độ tuổi và vị trí thôi. Tuy nhiên có một phần rất là quan trọng mà mình quên chia sẻ với mọi người. Lãng thiệt chứ. Ok, đó chính là phần rất quan trọng, bấm vào lướt xem. Ở đây Facebook nó có thể tìm được khách hàng đúng mục tiêu của các bạn luôn. Ví dụ khách hàng của các bạn là những người có độ tuổi từ 15 tới 25 tuổi và là nữ. Trong đó những người nữ này họ có sở thích là mua sắm. Đúng không ạ? Mua sắm thì họ mua gì? Họ mua túi xách nè, họ mua mỹ phẩm nè. Khách hàng của bạn là những người họ thích đi du lịch nè, họ mới tốt nghiệp đại học nè, hoặc thậm chí bây giờ bạn đang kinh doanh về sản phẩm đó là bánh kem, thì bạn có thể xét đối tượng khách hàng của bạn là những người có sinh nhật trong tháng. Nó rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm sẽ giải thích sơ qua ha. Ở trong phần nhân khẩu học, mọi người sẽ thấy được học vấn, trình độ học vấn của khách hàng của bạn là ai. Ví dụ bây giờ sản phẩm của bạn là hướng tới những khách hàng mà học trung học thôi đó, ví dụ như là chạy quảng cáo về tuyển dụng, nhưng mà tuyển dụng thì nên viết bài theo cái kiểu khác, thì lúc đó mình chia sẻ khác ha, bởi vì Facebook nó không cho mình chạy tuyển dụng. Rồi năm tốt nghiệp luôn nè, ví dụ bạn chạy những cái bài quà lưu niệm dành cho những người chuẩn bị tốt nghiệp thì bạn chọn được năm tốt nghiệp luôn. Năm tốt nghiệp sẽ là năm nào luôn, trường học ở đâu nè, ngành học là ngành gì luôn nè. Đây là trình độ học vấn. Ok chưa, rất tuyệt vời đó, trình độ học vấn nó có bằng gì nè đó. Rất là hay. Rồi tiếp theo đó chính là sự kiện trong đời. Mọi người đang nằm trong cái phần nhân khẩu học ha, thì bắt đầu sự kiện trong đời. Sự kiện trong đời của mình là cái gì? Công việc mới thì họ bán, ví dụ như là cặp sách, cặp táp để làm việc nè. Rồi khi mà công việc mới tới thì cần quần áo mới nè, đồ công sở nè, đây nó rất là nhiều. Rồi mới kết hôn 6 tháng nè, mới đính hôn được 1 năm nè, thì những cái này thì nên chạy cho những cái khách hàng. Ví dụ như mới kết hôn nè thì họ thường hay đi du lịch, đúng không ạ? Thì mấy bạn chạy gói du lịch dành cho những đối tượng khách hàng này, cái chat vào trong đó. Thì những người nào mà mới kết hôn, họ đăng ở trên cái Facebook của họ là relationship, là đã đính hôn, thì mình sẽ chạy tới đối tượng này thì họ đi hưởng tuần trăng mật, thì chắc chắn họ chọn cái gói du lịch của bạn. Ngày kỷ niệm nè, ngày sinh nè, đó, rất nhiều. Đó, sắp đến sinh nhật nè, rất hay. Thì lúc đó mọi người có thể target được tới đúng đối tượng khách hàng mà các bạn mong muốn luôn. Nếu bạn tìm thật gần khách hàng của mình, thì lúc đó cái tỷ lệ chuyển đổi từ cái việc là cover từ cái đơn hàng sang đơn hàng thực tế, đơn hàng ảo sang đơn hàng thực tế nó rất là dễ. Còn nếu mà các bạn không chọn hay như hồi nãy mình chia sẻ, các bạn chỉ click quảng cáo như cái ở đây mà mọi người sẽ thấy, thì lúc đó nó sẽ chả có gì cả, nó rất là bình thường. Và cái điểm nhấn của cái chính sách quảng cáo nó sẽ nằm ở đây. Rồi tiếp theo mọi người sẽ thấy ở cái phần sở thích, nó có rất nhiều sở thích giải trí nè, sở thích về mua sắm và thời trang. Mấy cô nàng mà thích làm đẹp thì chắc chắn quảng cáo spa cực kỳ tốt, hoặc quảng cáo mỹ phẩm, đúng không? Bạn đang chạy về mỹ phẩm, đây, thích làm đẹp mỹ phẩm có luôn, thích đi làm spa có luôn, sản phẩm dành cho tóc, thẩm mỹ viện, xăm hình. Có nghĩa rằng những khách hàng nào, ví dụ bạn sẽ thấy là những khách hàng của bạn là những người họ hay like những cái trang về mỹ phẩm, hoặc like những cái post, những cái bài post về mỹ phẩm, thì khi mà bạn bán mỹ phẩm, bạn chat vào đây thì khách hàng của bạn cũng sẽ thấy bài viết của bạn sau khi tương tác với những bài viết đó, bạn sẽ được hưởng. Và Facebook nó rất là thông minh, khi bạn lướt new feed, bạn chỉ vô tình bạn thấy một cái bài về giày dép, đúng không ạ? Mình thấy cái bài này nó khá là hay, mình cũng đang có nhu cầu, thì mình click like nó một cái, khách hàng lúc đấy Facebook nó tự động ghi vào cái bộ nhớ của nó và nó mặc định cho bạn là người thích có sở thích là mua sắm giày dép. Thì lúc ấy bạn đang kinh doanh giày dép, thì tất cả những cái
thằng nào đang quảng cáo và bạn là đối tượng của sản phẩm đó thì nó sẽ hiển thị trên newsfeed của bạn, hiển thị trên Audience của network của bạn, hiển thị trên Instagram của mấy bạn, thì lúc đấy nó mới cover sang đơn hàng, có nghĩa là kiếm được ra người có nhu cầu, thì khi người có nhu cầu họ mới tìm tới việc là mua hàng, được chưa? Thì đây chính là cách mà chúng ta target được đối tượng khách hàng một cách tốt nhất và giúp tất cả các bạn có thể cover chuyển cái đổi đơn hàng một cách hiệu quả nhất. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ xét thật sát đối tượng của mình nha mọi người. Rồi ok. Ở đây chúng ta cũng đã đi qua rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về ngân sách. Tại sao hồi nãy mình lại chia sẻ với bạn thì ngân sách và chi phí là do tất cả các bạn quyết định, thì ở đây mình có thể quyết định được ngân sách luôn. Thì ngân sách của mình là hiện tại nó đang cho phép là 220, đúng không? Mình có thể là bây giờ kinh phí mình không cho phép điều đó, một ngày mình chỉ muốn có 50.000 thôi. Thì nếu mà 50.000 thì cái lượng khách hàng tiếp cận này nó sẽ thấp, nó sẽ tùy thuộc vô đây 100.000. Tuy nhiên ở đây mình cũng chia sẻ một điều, không phải là bạn bỏ càng nhiều tiền thì bạn sẽ có nhiều đơn nha. Cái này hoàn toàn không cam kết. Bạn có càng nhiều tiền, bạn bỏ ra càng nhiều tiền thì cái số lượng tiếp cận, số người thấy bài viết của bạn sẽ càng tăng, nhưng không đảm bảo được cái việc là nó sẽ mua hàng của bạn nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất, chương trình khuyến mãi của bạn không tốt. Cái thứ hai, cái bài viết của các bạn á, nó không đem tới một cái lợi ích cho khách hàng. Ví dụ khách hàng họ đang có nhu cầu về mua giày dép, trong cái phần cái tiêu đề của các bạn ghi là giảm giá 50% tất cả các mặt hàng, sau đó các khách hàng click vào coi thì lại không thấy giảm giá 50% cho giày dép, đúng không? Thì lúc đó họ sẽ thoát ra ngoài. Thì có nghĩa rằng họ đã tiếp cận được cái bài viết, Facebook đã tiếp cận được khách hàng cho các bạn rồi. Tuy nhiên cái việc chuyển đổi đơn hàng của nó sẽ không diễn ra, bởi vì cái bài viết của bạn không đề cập tới sản phẩm mà khách hàng họ đang mong muốn. Có nghĩa là bạn đang chưa tìm được đúng đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Nó xuất hiện ở đâu? Nó bị gì sao? Nó bị gì cái phần set target đối tượng của bạn? Nó chưa thật sự hiệu quả, dẫn tới cái việc là người tương tác với pay với bài viết của bạn nó kém đi rất nhiều. Do đó hãy tiếp cận được target, cái này là target đối tượng càng sát với lại là đối tượng mục tiêu của mình càng nhiều càng tốt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, viết bài phải thật chuẩn, thật thu hút, thật lôi cuốn, thì lúc đó nó có tỷ lệ chuyển đổi rất cao. Rồi ở đây mình sẽ có, nó có sẽ có hai cái loại ngân sách hàng ngày và ngân sách trọn đời. Ở ngân sách hàng ngày thì mọi người có thể chọn 100.000 một ngày, hoặc là bao nhiêu tiền tùy thích, tùy vô cái túi tiền của bạn, thì nó sẽ kéo theo cái phần bên đây mình đã chia sẻ. Và mình cũng chia sẻ một tí xíu, ở đây nó đo được nè. Ví dụ như là hồi nãy nó chưa có hiển thị, bởi vì nó chưa lót được, lúc đó Facebook nó chưa lót được như mình chia sẻ. Thì lúc đó bây giờ nó lót được rồi, thì có nghĩa là trong cái tọa độ là bán kính từ thị xã của Tây Ninh, trong bán kính 20 km, độ tuổi từ 15 tới 25 tuổi là nữ, có tổng cộng 110.000 người đang sử dụng Facebook. Thì đây là đối tượng khách hàng của mình. Và mấy bạn càng xét sát đối tượng nhiều thì cái số này nó lại càng giảm, nó tụt xuống, nó giảm xuống. Thì nhưng mà nó giảm xuống, nhưng mà khách hàng này là những khách hàng chắc chắn cover cái tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng của nó rất cao. Rồi, và đây nó sẽ ước tính cho mình là kết quả hàng ngày nó sẽ xuất hiện là bao nhiêu tương tác luôn. Rồi mọi người thấy chưa? Thì nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ lệ thuộc vào cái này. Rồi ngoài ra mọi người nên tìm hiểu thêm một tí xíu nữa, đây là ngân sách dành cho những người làm biếc. Tiếp theo, ngân sách dành cho những người làm xuyên, là ngân sách trọn đời. Thì ở đây mình sẽ có như sau. 10 ở quá khứ rồi, 30 đi. Rồi, mình có thể chọn được cái thời gian mà mình up bài luôn. Ví dụ ở đây 29, 30 một ngày mình muốn là 100.000 thì ngày 29 nè, ngày 30 là 2 ngày, thì ở đây kinh phí của mình chỉ cần 200.000 thôi, đúng không? Một ngày mình chạy 100.000. Rồi tại sao mình lại khuyến khích các bạn chọn cái này? Thì các bạn click vào hiển thị nâng cao, các bạn bấm là vào đây chạy quảng cáo theo lịch trình. Rồi tại sao lại có cái thể loại này? Nếu khách hàng của bạn, đối tượng khách hàng của bạn là những nhân viên văn phòng, thì nếu mà bạn không chọn, bạn luôn chạy quảng cáo như thế này, thì có những người là nữ 15 tới 28 tuổi đầy đủ sở thích đó hết, tuy nhiên nó không có đi làm. Bạn bán dụng cụ văn phòng đi, bạn đối tượng khách hàng của bạn là những nhân viên văn phòng, thì thời gian rảnh rỗi của họ đa số sẽ dao động trong khoảng, thứ nhất từ 8 giờ tới 9 giờ sáng là thời gian họ ăn sáng. Thời gian thứ hai họ rảnh rỗi là từ 11 giờ cho tới khoảng 1 giờ rưỡi là thời gian họ nghỉ trưa. Thời gian thứ ba là từ 16 giờ cho tới 17 giờ là thời điểm mà họ chuẩn bị cất ca. Và cuối cùng là thời gian là từ 19 giờ tối cho tới khoảng 23 giờ, bởi vì họ chuẩn bị ngủ để bắt đầu công việc khác. Đúng không ạ? Thì tại sao bạn phải chạy hết tất cả thời gian để bắt đầu tiêu hao đi chi phí của mình? Bây giờ tôi sẽ chọn từ thứ hai, thứ ba, thứ tư và chủ nhật, 8 giờ tới 9 giờ. Rồi, 11 giờ tới 1 giờ.
Tiếp theo đó chính là 14 giờ cho tới 16 giờ và cuối cùng là 19 giờ chạy tới 23 giờ. Riêng thứ bảy chủ nhật tôi chạy full luôn. Bởi vì những người này có thể nghỉ vào thứ bảy hoặc chủ nhật để họ thấy được cái bài viết của mình. Ok chưa? Tiếp theo các bạn bấm tiếp tục. Rồi. Ở phần này là cái phần mà các bạn chọn cái bài viết mà các bạn muốn hiển thị. À, đầu tiên các bạn sẽ chọn cái bay, ở đây mình chỉ có một cái bay thôi. Mình sẽ chọn vô cái này và chọn lựa chọn cái bài viết của mình. Mình cũng chỉ có một bài viết, nhưng nếu mình có nhiều bài viết thì sao? Thì lúc ấy mọi người có thể tìm một cái bài viết mà các bạn thích nhất. Ví dụ tôi thích bài viết này nhất. Tại sao? Tại vì cái bài viết này mình đọc khá là hấp dẫn. Thì bây giờ mọi người sẽ click vào đây. Mọi người click vào cái phút này, click vào đây, mở sang cái này. Ở đây nó sẽ có một cái dòng ID này. Đây là cái ID của bài viết. Cho nên nó nhiều quá thì mọi người có thể tìm ID Facebook. Rồi. Find my Facebook ID nè. Cái này là khá là ok nè. Rồi, các bạn lấy cái nguyên cái link này. Copy nó quăng vô trong đây. Không chờ, lấy cái ID. Nó sẽ hiển thị ra cái ID của mình. Rồi ok, ID bài viết đây. Rồi, copy. Quăng vô đây. Rồi. Lúc này do mình tạo. Do cái này mình tạo cái lúc mà mình bấm tạo lúc mà bài viết nó chưa được update. Ok, bây giờ mình click thẳng vô đây luôn. Lâu lâu Facebook nó ngáo ngáo rồi. Cái bà nó hay ngáo. Rồi. Quảng cáo của bạn có thể không được quy duyệt bởi vì chứa ngôn từ tục tiểu, nội dung đây đó. Hồi nãy mình không có kiểm tra từ viết cho nên là thôi kệ. Nếu mà thấy cái này á, thì cứ bấm xác nhận, khi nào nó chặn thì mình chỉnh sửa cái bài viết mình lại. Mình edit cái nội dung lại thôi. Nó không ảnh hưởng gì cả, không sao. Bấm xác nhận đi. Rồi ok, thì cái này nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái bảng thông báo số thẻ của bạn nè, ngày hết hạn nè, nó có hiển thị hết ở mặt trước. Và cái phần cuối cùng đó chính là cái bảo mật, thì nó sẽ hiển thị là ba chữ số cuối cùng ở mặt sau. Thì mọi người nhập vào đây, mọi người bấm tiếp tục là xong. Ok, thế là nó sẽ tồn tại một cái quảng cáo. Được chưa? Là xong cái phần mà mọi người chạy quảng cáo. Thì làm sao bây giờ mình sẽ tiếp tục, đó chính là làm sao để quản trị cái quảng cáo của mình. Thì ở đây mình chưa tạo quảng cáo ha. Mình không tạo quảng cáo để làm gì, để tốn kinh phí, chả làm được gì. Tại mình chỉ demo thôi. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái tài khoản mà nó đã có quảng cáo rồi, để mọi người dễ dàng hình dung được khi mà mình xem quảng cáo nó sẽ như thế nào. Rồi, đăng xuất ra đây. Rồi, về cơ bản mọi người đã tạo xong một cái bài quảng cáo. Mọi chỉ cần nhập những cái số mà mình nói trên thẻ lên. Thứ nhất là mặt trước, cái thứ hai mặt sau, nhập ba số bảo mật vô. Thì lúc ấy mọi người sẽ hoàn thành xong một cái bước chạy quảng cáo. Được chưa? Bước chạy quảng cáo của mình đã xong rồi đó. Tạo một cái quảng cáo, một cái chiến dịch quảng cáo như vậy là ok rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem làm sao để quản trị bài quảng cáo của mình. Ở đây là một cái tài khoản mình đang dùng để chạy quảng cáo khá là nhiều cái bay ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có nè. Bắt đầu mọi người sẽ quan tâm tới lại là quản lý quảng cáo. Các bạn click vào đây. Thì cái tài khoản của mọi người nó sẽ hiển thị nè. Ở đây là số tiền mà chi tiêu. Mọi người sẽ hiển thị ở đây. Đó là tên hồi nãy như là Thủy Tiên rồi đó. Mọi người click vào đây ha. Thì nó sẽ có chiến dịch. Nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái bài quảng cáo của các bạn. Để các bạn có thể theo dõi và các bạn biết được bao nhiêu lượt tương tác, bao nhiêu lượt như thế nào. Ở đây nếu một cái bài post của bạn post lên thì nó sẽ báo với các bạn rằng đang xem xét. Rồi sau một thời gian tầm khoảng 24 tiếng đồng hồ, Facebook nó sẽ phản hồi lại cho các bạn refresh lại, các bạn sẽ thấy là một là hoạt động, hai là hoạt động tìm hiểu, ba là không phân phối, hoặc là bài viết bị vi phạm chính sách gì đó, nó không hoạt động, nghĩa là không hoạt động đó. Thì mọi người click vào để kiểm tra. Thì ví dụ như mọi người click vào trong đây, ở đây nó sẽ hiển thị ra tất cả kết quả. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy được là một click, một kết quả nó sẽ là bao nhiêu tiền, một tương tác như thế này, một kết quả trả về này, nó sẽ là bao nhiêu tiền, để chúng ta có thể tính được ngân sách hàng ngày của mình. Thì ok, thì như vậy mình đã chia sẻ với tất cả các bạn về cách để chúng ta chạy một cái quảng cáo về cơ bản nhất mọi người đã có. Thì nếu mọi người thấy cái bài chia sẻ này nó khá là phù hợp và nó khá là cần thiết cho mọi người, thì mọi người hãy để lại một like và sau đó mình có động lực để làm tiếp những bài chia sẻ tiếp theo về những cái, thứ nhất là cách mà chúng ta đọc những cái quảng cáo này, như đọc những cái chỉ số ở trên đây, và cách để chúng ta có thể tìm hiểu về trình quản lý quảng cáo là như thế nào, tạo lập hóa đơn, tất cả những cái này mình sẽ chia sẻ về những cái này tất tần tật trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo nếu các bạn thấy
những cái buổi chia sẻ này nó khá là hiệu quả và nó khá là phù hợp, thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Rồi ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mong rằng mọi người sẽ thích thú và có thể là tiếp tục đi với mình trong con đường chia sẻ tiếp theo. Rồi ok, chia sẻ kết thúc và cảm ơn mọi người.